Hi, hello, xin chào toàn thể anh em. Sau một thời gian mà cân đong đo đếm và lựa chọn á, thì cuối cùng á, thì mình cũng đã lựa chọn thêm một chiếc 7 chỗ để mà phục vụ cho nhu cầu đi lại của gia đình cũng như là phục vụ cho cái công việc vận chuyển khách đi chụp hình cưới các thứ. Thì mình làm về dịch vụ cưới mà, cho nên mình rất là cần một cái chiếc xe đa dụng 7 chỗ. Lúc đầu á, thì mình rất là phân vân lựa chọn giữa Veloz 2022 và Xpander Premium AT 2022. Đó, thì mình cũng đã đánh giá hai chiếc xe qua hai cái bài thử nghiệm. Thì trước đây mình đã từng đăng hai cái clip đó lên rồi. Đó. Thì cuối cùng mình đã quyết định chọn Xpander AT Premium 2022. Và bởi lý do tại sao? Cái thứ nhất á, là về cái nhu cầu. Nhu cầu của mình á, là mình cần một chiếc xe nó rộng rãi và nó thoải mái. Thì mình đánh giá AT Premium thì nó nhỉnh hơn Veloz một tí xíu về khoảng đó. Và cái thứ hai nữa là mình cần một cái xe nó gầm cao đó, và chiếc Xpander cái gầm nó cũng cao hơn chiếc Veloz. Là chiếc Veloz cái khoảng sáng gầm của nó là 205 gì đó, 205, còn Xpander là 225 đó, thì nó trên cũng khá khá, cho nên là mình cũng đó cũng là một cái tiêu chí gọi là hàng đầu của mình ha. Rồi, và về cái khả năng vận hành thì ở đây mình cũng sẵn tiện mình nói luôn về khả năng vận hành á, thì mình đã test rất là kỹ và test rất là nhiều cả hai con xe. Trước đây thì mình cũng đã có đánh giá con Veloz 2022 và cũng có đánh giá luôn rất là thực tế về cái con AT Premium 2022 này. Đó, bây giờ quay luôn cái táp lô xe cho mọi người thấy. Đó, chiếc xe mà mình đang chạy đây nè các bạn. Dè dè là tí xíu ha. Đó, chiếc xe mình đang chạy đây nè. Đó, là AT Premium. Mình mới lấy cách đây khoảng một tuần lễ thôi. Thì mình cũng hơi tiếc là cái ngày mà bàn giao xe là nó hơi gấp, nó hơi vội, và mình lấy xe vào ban đêm, cho nên là mình không có quay vlog cho các bạn xem được á. Thì thôi, sẵn ngày hôm nay mình mới quay luôn. Chiếc xe mình đi được 600 cây rồi các bạn. Mấy ngày nay mình đi cũng khá khá rồi. Thì về cái khả năng vận hành á, mình vẫn thích chiếc Xpander hơn là Veloz. Nhưng mà không phải là Veloz không êm nha. Chiếc Veloz chạy vẫn rất là êm. Nhưng mà mình cảm giác được á, là cái chiếc Xpander 2022 này về cái khả năng đàn hồi, hệ thống treo nó vẫn chắc hơn Veloz một tí xíu. Đó, là do là có thể là do cái chân phuộc nó lớn hơn trước đây thôi. Mình cũng không hiểu được là nhà sản xuất thay thế cái gì trong đó. Nhưng mà nó vẫn có ưu điểm và khuyết điểm, chứ không phải là khi mà đổi hệ thống treo thì nó sẽ tốt. Như cái chiếc xe mình đang chạy đây thì mình đánh giá rất cao về cái phuộc phía sau và cái dàn lò xo phía sau. Thì nó đầm, rất là đầm nha. Chạy đông người full tải, mấy ngày nay thì mình đi full tải rất là nhiều rồi. Mình đánh giá nó là rất là đầm, rất là chắc. Còn riêng về cái hệ thống treo trước thì nó hơi cứng nha quý vị, nó hơi cứng. Nó vẫn có cái gì đó nó tưng tưng tưng, nó cảm giác nó lục cục ở cái phuộc trước. Và mình nghĩ là Mitsubishi nên cân nhắc lại cái hệ thống treo phía trước, nó hơi tưng nha, đi qua những cái gờ giảm sóc nó sẽ gắt cứng đó. Và cái độ bung của cái phuộc mình nghĩ có thể là do chiếc xe nó nhẹ xác và cái hệ thống treo nó lớn quá, nó làm cho cái phuộc trước á, khi mà mình chạy trên cái đường phẳng như thế này nè, nó sẽ tạo ra những cái tiếng kêu lục cục nhỏ. Đó, do là mình nghĩ là chiếc xe nó không đủ độ nặng để mà nó tải, để mà nó xứng với lại cái hệ thống treo này. Đó, thì mình nghĩ khi mà đi full tải nó sẽ êm hơn ha. Còn đi mà hai vợ chồng mình như thế này á thì cái hệ thống treo trước nó hơi lục cục. Và đặc biệt bên tài mình nghe rất là rõ. Mấy ngày nay thì mình đã có liên hệ với lại bên công ty Mitsubishi để mình phản hồi về cái việc này. Nhưng mà mình đang rất là cần một câu trả lời từ Mitsubishi là cái hệ thống treo bên trái, bên tài của mình đang ngồi nè, nó tạo ra cái tiếng kêu lục cục nghe rất là khó chịu quý vị. Nhưng mà cái bên lơ á thì mình không nghe. Thì mình nghĩ không biết đây là lỗi hệ thống treo đó, lỗi hệ thống treo phía trước hay là sao thì mình chưa có hiểu được đó. Nhưng mà nó kêu có một bên thôi, chỉ kêu có bên tài thôi ha, chứ còn êm thì vẫn rất là êm. Nhưng mà chạy thì mình đang chạy trên những cái đường, các bạn thấy không, mình đang chạy trên cái đường này rất là liền lạc mà vẫn nghe cái tiếng lục cục. Để bây giờ mình giữ yên lặng cho các bạn nghe nè, các bạn sẽ để ý, các bạn nghe kỹ cái tiếng lục cục. Khúc này êm quá không nghe.
kêu cái kiểu mà cái tiếng nó không có đồng bộ quý vị. Thí dụ như khi mà chúng ta qua những cái đoạn dằn á mà nó kêu cụp 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 thì mình không nói, còn cái này nó kêu những cái tiếng kiểu như là nó cái phuộc nó không có đồng bộ. Đó, các bạn có thể nghe rõ ha. Đó, nó tạo ra cái tiếng kêu đó rất là rõ. Thì mình rất là không hài lòng về cái điểm này của Xpander AT 2022. Còn về các thứ như là độ bốc của máy nè, đó, chở full tải nè, rất là nhẹ nhàng. Khi mà mình lên cái quãng mà từ 0 cho đến 80 rất là nhẹ nhàng. Lên 80, từ 80 cho đến 100, 120 thì nó sẽ hơi bớt. Đó, nhưng mà 80 đổ lại chạy rất là bốc, bốc hơn cả chiếc Innova luôn. Thì nói chung á, xe thì mình trải nghiệm rất là nhiều rồi, chứ không phải là riêng dòng xe nào. Trước đây các bạn thấy mình toàn là lấy review, mình toàn là lấy xe nhà ra review mà, chứ mình không có đi mượn của ai review hết trơn. Cho nên về cái trải nghiệm của mình các dòng xe là mình chạy khá là nhiều dòng rồi, và hầu như là mình đã chạy tất cả các hãng xe rồi, trừ những cái hãng cao cấp như là Mercedes, BMW thì mình chưa chạy thôi. Chứ còn như Mazda nè, Kia nè, Hyundai nè, Toyota nè, Civic nè, Honda là các thứ là mình đã chạy tất cả, và hầu như là đều là xe của mình hết. Cho nên là mình đánh giá rất là kỹ đó, cho nên các bạn không phải lăn tăn về cái chất lượng mà mình đánh giá đâu. Mình bảo đảm mình nói đâu là có đó hết. Chiếc này chạy rất là đầm, ok, rất là đầm, thậm chí có thể nói là nó sẽ nhỉnh hơn cái chiếc Veloz một tí luôn đó các bạn. Nhỉnh hơn về khả năng cách âm giỏ tốt hơn Veloz luôn. Hầu như mình chạy trên đường là không nghe được cái tiếng ồn vọng vào từ cái vỏ xe nha, rất là êm. Mình nghĩ là do Mitsubishi đã lót những cái tấm cách âm vào khoang bánh xe và cả khoang máy đó. Mình có thấy, mình có dỡ cái nắp cabin lên, mình thấy rất là rõ cái tấm nỉ lót ở trong đó, cho nên là nó sẽ rất là đỡ trong cái việc mà phát ra những cái tiếng kêu không mong muốn ha. Cách âm xe rất là tốt luôn. Thì mình sẽ làm thêm một cái bài đánh giá tổng quan luôn. Mình sẽ trải nghiệm thêm một vài bữa nữa. Mình sẽ đem chiếc xe này và review cụ thể từng cái option, từng cái chức năng và hướng dẫn cho các bạn sử dụng. Đặc biệt là những ai mà vừa mới mua xe lần đầu chắc chắn sẽ rất là bỡ ngỡ ha. Đó, mình sẽ chỉ cụ thể luôn. Đó, các bạn vô đường dằn này các bạn nghe nè. Từ phía bên tài nè, các bạn có thể nghe nó được cái tiếng lục cục không đồng bộ, nó không đồng bộ đấy. Cái khuyết điểm này rất là lớn nha các bạn, các bạn cần phải xem xét lại. Và nếu như chúng ta, mình không biết là những chiếc khác có bị hay không, hôm bữa mình có chạy thêm một cái chiếc của ông anh mua cùng nữa, thì mình cũng nghe cái tiếng này luôn, nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn cái xe của mình một tí. Mình nghĩ là do cái phuộc của ảnh nó mềm hơn hay sao đó, thì mình nghĩ cái lỗi này là cái lỗi có thể là trong 10 chiếc sẽ bị vài chiếc. Các bạn nên cân nhắc kỹ khi mà chọn xe nha. Đó, tại vì hôm bữa mình mua, mình không có được chạy thử. Mình mua xe mới mà, hãng giao xe nào thì mình lấy xe đó thôi. Xui mình dính ngay cái chiếc nó bị cái lỗi này, nhưng mà hãng chưa có khắc phục được cho mình. Mình đang yêu cầu hãng là đổi cây phụ khác cho mình. Tại vì cái lỗi này trước đây mình chạy chiếc Captiva là mình đã bị hết một lần rồi các bạn. Khi mà mình đổi cái phụ khác là tự động nó hết. Mình nghĩ là do cái phụ nó không tương thích. Đấy, mình đang đi đám giỗ cho nên vô cái đường này nó hơi xấu. Đúng đường chưa mày? Hình như nhà của chính phía trước không? Không lộn. Cái tiếng lục cục phát ra nghe nó cực kỳ khó chịu luôn á. Đấy, mình đi hai người ha. Về cái độ rung lắc á, thì nó dập tắt dao động rất là nhanh, kiểu như nó sẽ không có bị đàn hồi quá nhiều, nó nhúng cái rồi nó lại lên liền, chứ nó không có bị lắc lư lắc lư. Hôm rồi mình có đi Vũng Tàu, mình đi một chiếc 7 chỗ, một thương hiệu khá là nổi tiếng ha. Đó là chiếc gầm cao titanium á. Đó, thì mình thấy chiếc đó thì nói chung về hệ thống treo nó êm đó, nhưng mà nó vẫn có cái gì đó nó lắc lư lắc lư lắc lư làm mình cảm giác khó chịu lắm. Và cái ngày hôm đó đó là toàn bộ cái hành khách trên xe của mình đó là ói sạch sẽ hết, kiểu như là nó không có được đầm cho lắm. Nó đầm thì nó đầm đấy các bạn, nhưng mà nó cứ đung đưa nó làm cho mình có cái cảm giác chạy trên xa lộ nó bồng bềnh đó, làm rất là khó chịu. Cái hệ thống treo của nó phải nói là mình nghĩ cái người ngồi sau sẽ rất là dễ bị mệt. Còn trên Xpander thì mình lại cảm giác mình thích cái hệ thống treo này hơn, thích hơn rất nhiều luôn. Chạy nó sẽ có cảm giác nó giống như sedan hơn.
nó bám đường và nó đầm theo cái kiểu mà nó không có bị chao đảo quá nhiều ha. Chiếc này thì nó chỉ bị duy nhất một cái lỗi là cái hệ thống treo trước bên trái thôi. Đó, thì mình nghĩ cái này đúng là cái lỗi luôn rồi chứ nó không phải là một cái chung đó, do chiếc xe cũng bị lỗi, mình nghĩ là chắc là vậy. Tại vì nếu như mà nó lỗi toàn bộ là mình nghĩ nó sẽ hai cái hệ thống treo trước nó sẽ bị hết. Còn đằng này nó chỉ bị đúng có một cái bên duy nhất là bên lái xe bên mình thôi. Là nó hơi lục cục, nghe nó cảm giác nó khó chịu thôi, chứ còn bên bà xã mình ngồi bên lơ á thì rất là êm, hầu như không phát hiện ra một cái tiếng kêu nào hết. Và cả hệ thống treo phía sau rất là êm, không nghe bất kỳ một tiếng động nào hết. Thậm chí cả cái tiếng máy trên chiếc xe này á, khi mà mình tăng tốc hay là mình chạy á, nó cũng đã được cách âm khá tốt, là do Mitsubishi đã có hẳn một cái tấm cách âm ngay phía trước, mình đã thấy luôn, có một cái tấm lót cách âm đàng hoàng, rất là chỉnh chu. Mình thì mình thích Mitsubishi ở cái chỗ là tất cả các thứ, mọi thứ trên xe là Mitsubishi làm rất là chỉnh chu. Giả sử những cái miếng lót dưới này cũng vậy, đó, những miếng lót dưới gầm cũng vậy. Rồi những cái miếng lót nhựa ở ngay chỗ phía hốc bánh xe cũng đã được lót khá là kỹ càng luôn. Cho nên hầu như là về độ cách âm vỏ nè, cách âm gầm rất là tốt. Thậm chí cách âm môi trường cũng rất là tốt luôn, không có nghe bất kỳ một cái tiếng động gì mà quá lớn bên ngoài hết. Tiếng gió rít cũng không nghe luôn. Chính vì nó êm quá nhưng mà tự nhiên cái thành ra cái hệ thống treo này nó lập cập, mình nghe rất là rõ đấy. Còn về gì nữa ta, hôm nay mình chỉ đánh giá sơ bộ những cái mà về khả năng vận hành thôi nha các bạn ha. Còn về cái cơ cấu sang số trên cái hộp số tự động 4 cấp trên chiếc Xpander AT Premium này á, thì mình đánh giá nó thì nó cũng tạm ổn thôi. Thì nếu như mà chấm điểm á, thì mình chấm cái thang điểm của nó so với là những chiếc số tự động á, mình chấm nó tầm khoảng 7 điểm. Là tại vì sao? Thứ nhất là về cái hộp số 4 cấp này thì nó đã rất là lâu đời rồi đó. Và cái thứ hai nữa đó, thì cái hộp số này nó cho mình một cái cảm giác chuyển số nó chưa được thực sự mượt mà lắm các bạn. Nó có một cái gì đó nó rất là chậm trễ. Như khi mà mình đạp ga, mình thốc ga lên và mình đang trông chờ nó vô số, và nó rất là lâu nó mới vô số chứ nó không có vô số liền, thì nó làm cho mình cái cảm giác phấn khích nó không có ha. Rồi còn nếu như mà có một cái thói quen, những cái bạn mà thường đi số sàn á, thì mình cũng sẽ chỉ cho các bạn một cách để mà các bạn làm cho cái hộp số này nó tự động nó hiểu được là các bạn đang muốn sang số. Thì khi mà các bạn rướn ga và ga nó đang thốc lên, mà nếu như số nó vẫn chưa sang á, thì các bạn cứ nhả chân ga nhẹ ra cái rồi các bạn đạp lại liền, thì nó sẽ ngầm hiểu là các bạn đang muốn sang số và tự động nó sẽ chuyển số luôn đó. Thì trên bất kỳ một cái xe tự động nào cũng vậy, chúng ta không phải là chúng ta cứ đè ga rồi nó sẽ tự động sang số, không phải như vậy. Chúng ta phải tạo một cái thói quen chạy cho nó đỡ hao xăng, và chúng ta phải biết dìu xe nữa, rướn ga lên, nhả ga, đạp lại, giống như chúng ta vô số số sàn vậy đó, thì cái hộp số nó sẽ mượt mà hơn. Rồi thì hôm nay là mình đã đánh giá về hệ thống treo nè, và về khả năng cách âm, và về khả năng sang số. Rồi bây giờ thêm một cái nữa đi, nhẹ nhàng thôi, về cái vô lăng. Vô lăng này thì rất là nhẹ và linh hoạt ha. Mình đánh giá nó là cũng rất là vừa lái, kiểu như nó cho mình một cái trải nghiệm khá tốt với lại cái mặt đường. Mình đánh lái độ trễ nó cũng không quá nhiều đó, độ trễ nó hầu như là nó cũng đáp ứng giống như là những chiếc sedan cao cấp thôi. Cái độ trả của nó cũng vậy. Là bây giờ tới cái ngã tư này, để mình sẽ thử mình quẹo trả vô lăng phản hồi cho các bạn xem ha. Đấy, bây giờ tới đây là bắt đầu mình quẹo này các bạn, quẹo ha, mình sẽ đánh vô lăng thử cho các bạn xem nè. Nói chung nhẹ nhàng lắm, chiếc này thì vô lăng rất là nhẹ nhưng mà nó vẫn có độ nặng, chứ nó không phải nó nhẹ như mấy dòng Chevrolet trước đây nha. Chevrolet Captiva trước đây mình chạy nó nhẹ lắm, còn có qua đâu chăng. Đây, chiếc xe tải này nó qua trước đi. Đây bây giờ nè, đánh nè, các bạn thấy nè ha, nó sẽ trả vô lăng không, coi độ trả coi. Khá ok, nói chung là khá ok. Vô lăng thì cho mình cảm giác lái khá tốt. Rồi mình sẽ thốc ga lên nè, các bạn nghe hộp số nè. Đó, nó rất là trễ, các bạn thấy không? Cảm giác nó làm cho mình hơi bị rác, hơi bị sót trong ruột á. Còn nếu như mà mình biết ý nè, mình rồi mình lên, nhả ga, dìu tiếp. Ok, các bạn thấy rất là nhẹ, tự nhiên mình sẽ cảm thấy cái hộp số nó mượt mà hơn khá nhiều ha. Thì đó là về cái kinh nghiệm chạy xe của mình thôi. Còn những bác tài khác nếu như mà có cái kinh nghiệm nào đó thì có thể chia sẻ và để lên trên cái bình luận, để bên dưới cái phần comment ha, chúng ta sẽ cùng giao lưu học hỏi.
Về cái vị trí ngồi của mình thì cũng rất là thoải mái. Thứ nhất là về cái khoảng đây, quay vô đây cái này đi. Về cái khoảng để chân á của ghế tài á thì rất là thoải mái ha. Mình có thể mình duỗi thẳng chân ra được luôn, không có bị vướng víu cái gì hết. Thậm chí có luôn cái bệ gác chân bên đây. Rất là thoải mái các bạn thấy không? Mình ngồi vị trí cao, cao ráo. Và khi mình cho cái ghế cao lên hết cỡ luôn thì cũng không có thể nào mà đụng được cái trần xe luôn. Cho nên là về cái tầm đầu của mình nó rất là thoáng, thông thoáng, thoải mái ha. Mình ngồi trên chiếc này thì mình lái rất là tự tin. Đó. Ok, cảm giác lái thì ok luôn. Ngồi rất là thoáng, cao, không có bị khuất tầm nhìn. Do một phần chiếc xe này thiết kế theo cái kiểu mà gọi là nó trường xe về phía trước đó các bạn. Nó chồm xuống vậy nè, cho nên cái tầm nhìn nó không có bị khuất. Thậm chí một cái thằng con nít mà nó đứng ngay phía trước đầu xe mình luôn, mình cũng thấy được luôn. Đó, và các bạn có thể thấy được cái góc quan sát nè. Cái góc quan sát chữ A nè các bạn thấy không? Nó rất là tốt, không có bị khuất. Đó, rộng lắm. Cái kiến ngay chỗ chữ A rất là rộng luôn ha, chứ không phải làm cho có đâu nè. Cái góc này rất là dễ khuất nè, thường mà ai chạy bên hông mình không thấy là mình lụm lúa liền. Thậm chí bên đây cũng vậy luôn nè các bạn thấy không? Đó, cái góc chữ A nè, rất là thoáng luôn, không có bị khuất tầm nhìn nha. Những chiếc xe trước đây á, mà làm cái kiến hậu mà dính lên ngay cái cột A là bảo đảm với các bạn luôn. Có người chạy bên hông các bạn không biết luôn á. Đó là dễ ăn hành cái chỗ này lắm nè. Một cái điểm đáng tiếc trên chiếc xe này á, là cái gương chiếu hậu của nó thì nó là gương thường chứ nó không phải là gương chống chói tự động hay các bạn. Mình chống chói bằng tay và nó thiếu đi một cái điều cũng khá quan trọng là cái hộc đựng kiến. Mình nghĩ cái hộc đựng kiến nếu mà trên xe này mà làm cái chỗ này cho nó chỉnh chu hơn xíu nữa thì nó sẽ ok hơn ha. Nó quá đơn giản đi. Và cái nút này mình nghĩ nó nên là nút bấm đi. Nay 2023 rồi mà còn là nút gạt qua gạt lại về nhìn nó lúa mà có nội luôn. Cái này mình nói thật. Đó. Ghế da thì ngồi cũng khá ok, ngồi thì nó cũng mát mẻ đó, nó không có bị hầm đít. Tại vì theo Mitsubishi công bố đó, thì cái da này là nó giảm hấp thụ nhiệt. Thì mình cũng không biết có giảm hay không, nhưng mà mình ngồi thì cũng được, cũng thoải mái. Cái da ti nó chỉ là simili thôi, nhưng mà nó cho mình cái cảm giác rất là xịn sò các bạn. Nó mịn, à, rất là mịn. Nó không có như cái chiếc Kia của mình đang chạy. Chiếc Kia mình đang chạy, cái da nó làm sao mà nhìn nó sần sần nhìn nói chung là nhìn nó dởm hơn cái da này. Cái da này nhìn nó xịn sò hơn nè, cảm giác ngồi sướng đít hơn, nhìn nó cũng đã hơn nữa. Rồi cái da đây cũng vậy, cái da đây đẹp nè, cái da ngay chỗ mặt túp lô nhìn cho cái cảm giác cái xe này như xe tiền tỷ vậy đó, nhìn đã lắm, mịn cực kỳ, mịn luôn. Chỉ có một cái hơi dở là trên đây nó làm bằng nhựa cứng nha các bạn nè. Sống đi về rẫy được nữa. Ủa? À đi về rẫy đi vòng này lỡ rồi nè, cái nhựa này nhựa cứng đấy các bạn đó, cho nên các bạn đi qua mấy cái gờ giảm sóc á thì cái này nó sẽ bụp rất là rõ ha. Nếu mà này làm nhựa mềm nữa thì mình nghĩ xe này đạt điểm rất là cao, nhưng mà bây giờ nó cũng trong phân khúc giá có 700 mấy chục triệu à, mình cũng không thể nào mình yêu cầu hãng sản xuất mà làm quá nhiều đó. Một cái đặc điểm yêu thích nữa là cái trên xe này nó có thêm một cái tính năng gọi là phanh tay điện tử auto hold. Như các bạn thấy trước đây cái chỗ này nè là một cái phanh cơ, mỗi lần mà chạy xe phải rị lên kẹt 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 kẹt, ngừng xe phải hạ xuống rồi mỗi lần chạy ngừng xe phải kéo lên rồi mỗi lần chạy phải hạ xuống. Nhất là mấy chị em phụ nữ nè, mấy chị em thì thường là không có thích cầm cái cây đó lắm đâu, nó nặng mà nó khó bấm nữa. Còn trên chiếc xe này ha, cái phanh tay điện tử nó rất là thông minh nha các bạn. Khi mà các bạn ngừng lại tự động nó phanh luôn, tự động nó phanh ta luôn. Rồi khi các bạn vào số D các bạn đạp nhẹ chân ga là nó sẽ tự động nó nhả cái phanh tay ra luôn, thì rất là sướng. Mình không giống như mình bỏ qua luôn cái thao tác đó hoàn toàn luôn các bạn ha. Nó và nó đẹp nữa, nhìn nó vừa thẩm mỹ. Đồng thời ngay đây nó cũng có hai cái hộc đựng cốc rất là lớn, chúng ta có thể đựng được nước suối, đựng đồ đó rất là nhiều. Về cái màn hình hiển thị này các bạn thì nó cũng khá là trực quan, nhưng mà nó dở một chỗ á, là cái km của nó đó, mình nghĩ nó nên có thêm một cái điện tử ngay phía này. Tại vì mình nghĩ xe bây giờ nó đều có hiển thị km điện tử trên đây, tùy theo chúng ta bấm chế độ hiển thị thôi. Nè bấm mod ở đây nó chuyển thôi, ví dụ như mình bấm info cái nó chuyển nè, đó nó chuyển thì nó đã chuyển được như vậy rồi mà nó lại không chịu chuyển cái km trên một giờ mình chạy. Để làm chi các bạn biết không? Để chúng ta xài cruise control cho nó tốt.
Tại vì cái tính năng cruise control trên xe này nó chỉ hiển thị bằng cơ ở đây thôi, thì mình cũng không có kiểm soát chính xác được. Đó. Cái mình cần là mình cần cái thông số chính xác thì nó yên tâm hơn. Nhưng mà nói chung cũng không có đáng kể, đó chỉ là một thiếu sót mà không nên thiếu. Mình cũng nói vậy thôi. Chứ trên cái đồng hồ này dư sức là để làm chuyện đó các bạn. Tại vì cái màn hình thông tin của nó ở giữa nó vẫn là điện tử mà, chúng ta vẫn dư sức để đưa được cái km trên giờ vào. Đó, như ở đây mình bấm cruise control nè. Các bạn thấy không? Mình sẽ không có biết được là mình đang đi ở bao nhiêu, vận tốc bao nhiêu. Nó như bây giờ nó kích hoạt. Qua cái đoạn này rồi. Ví dụ như như bây giờ mình kích hoạt cruise control nè. Con này là trên 40 nó mới cho set nha các bạn, trên 40 nha. Đó. Dưới 40 nó không cho set. Trên một số xe khác thì nó cho 30. Xe này cho 40. Nhưng mà mình nghĩ là nên cho 30 là vừa. 40 khó. Đó. Vậy cái nó chưng hửng lưng chừng vậy nè, mình cũng không biết được là nó đang đi chính xác là nhiêu luôn. Đạp thẳng là nó xóa. Đó. Cái màn hình hiển thị này thì cái vụ mà hiển thị xăng cũng vậy, nó chỉ là ước tính thôi. Ước tính ví dụ như 200 cây quay đầu hay là 300 cây quay đầu, chứ nó không có ước tính được là cụ thể là còn bao nhiêu km nữa số xăng mà còn chạy được á các bạn. Đó. Nó cũng hơi chung quy. Về hệ thống điều hòa máy lạnh thì như các bạn thấy ha, làm cũng đơn giản và đẹp. Nó gần giống như là những cái máy lạnh tự động, nhưng mà thực sự trên cái xe này nó là điều hòa cơ chứ nó không phải là tự động nha. Chẳng qua là nó làm cái giao diện gọi là điện tử để nhìn cho nó sang trọng thôi. Nhưng mà mình thì mình lại thích cái dạng điều hòa này hơn là tự động các bạn. Tại vì đa số xe phổ thông mà làm điều hòa tự động mình thấy nó rẻ tiền lắm, nhìn nó kỳ lắm. Thậm chí mấy chiếc xe ở nhà mình cũng vậy luôn, chiếc Mazda, chiếc Kia cũng làm hệ thống điều hòa hai dùng độc lập. Nhưng mà mình thấy nó bèo lắm, nó không có giống như xe hạng sang được đâu. Mình cũng không thích. Thứ nhất là gì biết không, các bạn biết cái nhiệt độ, cái nhiệt độ mà để 24, 25 độ thực sự nó đâu có giống như máy lạnh chúng ta xài đâu. Trên chiếc Kia nha, nếu mà mình để nhiệt độ 24 là nó nóng như lửa, nó nóng mà mình ngồi không được luôn. Nếu mà điều hòa là mình chiếc Kia là mình phải xuống là chiếc Cerato mình đang chạy đó các bạn, là điều hòa mình phải xuống luôn tầm 18 độ, 17 độ là mình mới mát được. Chứ mà còn để 21 độ, 22 độ là như cái lò lửa. Cho nên mình nghĩ là cái tự động đó nó mía dữ dằn lắm, không có đáng để mà chúng ta xài. Mình vẫn thích cái gì đó mà cảm giác hơn, ví dụ như là gió mạnh, gió nhẹ hay là lạnh nhiều, lạnh ít, rồi xong lên xe mình chỉ cần vậy là đủ rồi. Tự động làm cái quái gì, tự nhiên ba hồi tự động nó lấy gió trong, ba hồi nó hứng lên cái nó lấy gió ngoài, đi ngang đống rác nó hít hết nguyên cái đống rác vô trong mặt mình luôn, rất là thúi. Mình không thích xài tự động tí nào luôn đó. Thì cho nên là mình cũng đánh giá cao cái hệ thống điều hòa trên xe này, là xài gạt lên gạt xuống nhìn y như là mấy chiếc xe của Đức vậy đó. Nó gạt lên gạt xuống, gạt lên gạt xuống nhìn nó ngon. Rồi còn về cái 7 chỗ mà ngồi thì mình thấy xe này ngồi rộng rãi lắm các bạn, thậm chí luôn cả cái băng sau cùng luôn. Nhỏ nhân viên của mình nó cao 1m7, mình cho nó ngồi hẳn luôn cái băng sau, mà cái đầu nó cũng chưa có đụng được cái trần luôn, và cái chân của nó cũng chưa có đụng được cái băng trước nữa. Nó cho nên là mình nghĩ vậy là đạt rồi, khá đạt rồi, không có đòi hỏi gì quá nhiều chứ. Đó, một chiếc xe 7 chỗ đa dụng giá rẻ nữa, đi phục vụ 7 người. Rồi, và ngày hôm nay là mình chỉ review sơ bộ vậy thôi. Rồi, vài bữa nữa mình coi nó sẽ có phát hiện thêm một cái lỗi nào đó hay là cái ưu điểm gì đó mình sẽ chia sẻ cho các bạn, và đồng thời mình sẽ làm thật nhiều cái clip mà về hướng dẫn sử dụng nè, rồi review chi tiết từng cái hốc xe, hốc bánh, rồi các thứ cho các bạn coi luôn. Đó. Còn bây giờ thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết clip. Mình xin chúc cho các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thật hạnh phúc ha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho kênh mình trong thời gian vừa qua. Xin thân ái chào tạm biệt.